Giang Pan Su là một ông trùm xã hội đen. Ông ta sở hữu một khối tài sản khổng lồ và có đàn em ở khắp mọi ngóc ngách Hàn Quốc. Một ngày nọ, Pan Su đang nghe điện thoại bên đường, thì có một cậu học sinh trung học bất ngờ rơi trúng người. Hai người được đưa đến bệnh viện. Sau khi ông trùm mở mắt tỉnh dậy, có một ông lão chạy đến, ôm lấy Pan Su và nói rằng Pan Su chính là con của ông ta. Pan Su sững sờ rồi nhìn vào gương. Trong gương hiện lên hình ảnh của một cậu học sinh bụ bẫm, đẹp trai và thật không may lại sở hữu quả đầu cắt moi. Pan Su giờ đã ở trong cơ thể của một con người khác. Ông ngạc nhiên không nói nên lời và chợt nhớ ra rằng mình đã gặp chủ nhân của cơ thể này ở đâu đó. Sau khi bị cậu học sinh rơi trúng, thân xác của hai người đã được hoán đổi cho nhau. Không thể chấp nhận sự thật này, Pan Su liền trở về nhà, nhưng người vợ ngày đêm bên cạnh cũng chẳng thể nào mà nhận ra ông. Pan Su đã cố gắng giải thích mọi chuyện và hiển nhiên chẳng ai có thể tin vào những lời ông nói. Bà vợ coi ông như một tên trộm. Vợ Pan Su liền gọi cho bảo vệ để tống cổ ông ra ngoài. Pan Su giờ đã ở trong cơ thể của một con người khác. Sau đó ông quay trở lại bệnh viện, cố gắng giành giật lại thân thể của mình. Ông thậm chí suýt nữa bị đàn em của mình đánh, nhưng may mắn thay có một y tá đi vào kéo ông ra khỏi bàn tay ngu ngốc của tên đàn em dưới cấp. Pan Su cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Ông đi về nhà với người bố mới. Ngày hôm sau, ông trùm đến trường của Dong Huynh. Pan Su bước vào lớp, nhưng ông ấy không biết rằng chủ nhân của cơ thể này là một kẻ bị ruồng bỏ ở trường. Ông ấy ngồi xuống bàn học, ngay lập tức bị lũ học sinh trêu chọc, nhưng điều đó chẳng khiến Pan Su phải bận tâm. Sau buổi học, Pan Su đi đến căng tin của trường và thấy bên bàn đối diện là cô bạn Huynh Dung đang bị một đám nữ sinh bắt nạt. Điều đó khiến ông cảm thấy chướng mắt và quyết định dạy cho lũ học sinh này một bài học. Nhưng có vẻ như lần này tiếng gầm của sư tử lại được phát ra trong cơ thể của một con mèo mập mạp, khiến ông bị đám nữ sinh coi thường. Và rồi ông được một cậu học sinh hẹn gặp sau giờ ăn, nhưng lần này anh ta không biết rằng trước mặt anh ta không còn là Dong Huynh mập mạp thường bị anh ta bắt nạt trước đây, mà là một ông trùm khét tiếng. Pan Su rời đi, lũ nhóc không thể tin được rằng một thằng mập hay bị mình bắt nạt ngày nào đột nhiên trở nên hung hăng đến vậy. Điều đó khiến chúng tò mò và quyết định tìm ra bằng được bí mật của tên mập này. Đúng lúc đang tra hỏi bạn cùng bàn của Dong Huynh, Pan Su mở cửa nhà vệ sinh bước ra và tần cho cả đám một trận ra trò. Nhân cơ hội đó, ông tịch thu luôn một chiếc điện thoại của kẻ bắt nạt, đúng là không hổ danh ôm trùm. Về đến nhà, ông tò mò mở chiếc điện thoại ra xem và phát hiện ra thằng nhóc đang phải lòng cô bạn thân của Dong Huynh. Huynh Dung ở lớp cũng phải chịu chung số phận giống Dong Huynh, họ đều bị bạn bè bắt nạt. Nhưng trong chiếc điện thoại đó còn chứa một bí mật mà Pan Su đang tìm kiếm. Pan Su mở đoạn video ghi lại cảnh Dong Huynh và Huynh Dung đang bị bạn bè bắt nạt. Vì cô lấy giày cho Huynh Dung nên Dong Huynh đã mất thăng bằng và cậu ta bị rơi từ trên tầng thượng xuống trúng Pan Su. Sau khi biết được sự thật đó, ông trùm tức tốc đi tới bệnh viện để tìm đàn em của mình. Ông đối diện với Man Chun, đàn em không nhận ra ông và một lần nữa muốn đánh ông chủ của mình. Nhưng lần này gã đã bị ông chủ tần cho một trận ra trò. Thấy vậy, Man Chun hết sức ngạc nhiên, gã muốn tìm câu trả lời từ cậu nhóc này. Ông trùm giải thích mọi chuyện cho Man Chun rằng cơ thể ông đã bị hoán đổi cho cậu học sinh rơi vào người mình, và cuối cùng gã cũng tin rằng cậu nhóc này chính là ông chủ của mình. Ngày hôm sau, Pan Su và Huynh Dung đang trên đường về nhà, thì đúng lúc mẹ của Huynh Dung xuất hiện. Ông chợt nhận ra rằng mẹ của Huynh Dung lại chính là người yêu cũ của ông trước kia. Ông gọi tên bà trong vô thức, nhưng Mi San không biết rằng cậu học sinh đó là Pan Su, liền đánh cho Pan Su mấy cái. Điều đó khiến ông nhớ lại thời gian trước đây. Bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ trong đầu Pan Su. Ông cử Man Chun đi lấy tóc của mình ở bệnh viện và nhân cơ hội này lấy tóc của Huynh Dung ở trường. Sau đó ông đem tóc của hai người đi xét nghiệm ADN. Thật kỳ diệu, Huynh Dung chính là con gái ruột của ông. Ông liền vội đi tìm mẹ của Huynh Dung và nói với bà về việc đó. Nghe xong điều đó, Mi San không thể che giấu nổi cảm xúc của mình. Bà liền kể cho ông bí mật mà bà đã che giấu bấy lâu. Trước kia, vì Pan Su muốn theo đuổi sự nghiệp của mình, ông đã kết hôn với con gái của một ông trùm khét tiếng thời đó. Rồi ông đã bỏ lại Mi Sun vì không muốn trở thành gánh nặng của người mình yêu, nên bà đã che giấu việc mình mang thai con của ông. Bà nuôi Huynh Dung một mình, không có cha. Huynh Dung luôn bị bạn bè bắt nạt và chế giễu. Sau khi Pan Su biết mọi chuyện, ông rất hối hận và quyết định sửa chữa lỗi lầm của mình. Ông đưa con gái đến phòng tập võ, chỉ cho cô cách chiến đấu. Cô rất tài năng và thông minh. Hai người dần dần trở nên thân thiết hơn. Chỉ trong vòng một tháng sau, diện mạo ông ấy đã thay đổi hoàn toàn. Ông đã trở thành cậu học sinh nổi tiếng nhất trường. Trong lúc ông đi học về, vô tình ông chứng kiến cảnh tượng bố Dong Huynh đang bị đánh bầm dập. Thấy vậy, ông liền lao lên đánh trả. Nhưng người cha lo lắng về việc con trai mình bị thương, liền ôm lấy con trai của mình, mặc cho bị đánh bầm dập. Trận đòn khiến người cha già bất tỉnh. Pan Su đưa ông về và chăm sóc ông thật chu đáo. Sau đó, ông trùm ra lệnh cho đàn em của mình giải quyết kẻ khiến người cha già bị đánh. Man Chun tuân lệnh ông chủ, đến tận hang ổ của bọn lưu manh đánh cho chúng tan tác. Thậm chí còn xóa được nợ cho cha của Dong Huynh. Một tháng sau, Huynh Dung một lần nữa bị đám bạn bắt nạt, nhưng lần này cô không còn chịu đòn từ chúng nữa, mà cô đã dạy chúng một bài học nhớ đời. Thật không hổ danh là con gái ông trùm. Hôm sau, Pan Su đến cửa hàng của mẹ cô để ăn tối. Đột nhiên có một gã say vào quán và trêu ghẹo Mi San. Ông trùm thấy vậy rất tức giận, ông lao đến và cho gã say một trận như tử. Mi San thấy vậy cố can ngăn ông. Bà thấy ông vẫn bạo lực như xưa, nên bà có ý định không muốn gặp lại ông. Pan Su hẹn bà gặp mặt một buổi để ông có thể nói rõ mọi chuyện. Ông trùm vẫn không bỏ cuộc từ trước đến nay, ông vẫn muốn
được chăm sóc cho bà và muốn bảo vệ cô con gái của ông. Còn Mi-san, bà đã không còn cảm xúc từ lâu, bà ấy muốn tránh xa ông, ông tiến đến hôn bà. Nhưng sau đó tình cảm của ông đã bị bà nghiền nát bằng một cú tát. Ngày hôm sau, Huyên Dung nhận được lời mời của Jae tới một bữa tiệc trong một biệt thự sang trọng. Khi tới bữa tiệc, cô mới nhận ra được mục đích thực sự của anh ta. Anh ta muốn làm cô bẽ mặt trước tất cả mọi người. Và rồi tới lượt đám bạn của hắn, cô bị vây quanh bởi những tên xã hội đen. Nhưng thật là may mắn, Pan Su đã đến kịp thời để bảo vệ cô. Đám côn đồ kia không hề hay biết thân phận thực sự của chàng trai đang đứng trước mặt mình. Đó chính là bố của cô, một ông trùm xã hội đen, và đã bị hoán đổi thân xác với cậu học sinh trung học này. Ông đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó mà Huyên Dung đã phải lòng ông. Sau ngày diễn ra trận chiến quyết liệt đó, cô muốn làm bạn gái của ông. Điều đó khiến ông cảm thấy bối rối. Sao ông có thể làm bạn trai của con gái mình chứ? Ông thản nhiên từ chối cô và bỏ đi. Huyên Dung về tới nhà. Cô kể với mẹ về chuyện tỏ tình với anh chàng bạn thân của mình. Mẹ cô hoảng hốt, bà ra sức ngăn cản cô. Nhưng bà không biết làm sao để giải thích cho cô hiểu. Ngày hôm sau, bà đến trường và tìm gặp ông trùm. Bà muốn đánh cho ông một trận vì tội quyến rũ con gái bà. Pan Su cố gắng giải thích cho bà hiểu rằng ông chỉ muốn bảo vệ con gái của ông, và ông không ngờ được rằng con gái ông lại hiểu lầm điều đó. Đúng lúc hai người đang giằng co thì Huyên Dung đi ngang qua. Ông nhân cơ hội này nói với cô về việc mẹ cô mới là người ông thích. Sau khi nghe điều đó, Huyên Dung rất sốc. Tuy mẹ cô đã cố gắng giải thích, nhưng cô ấy đã phớt lờ lời giải thích của bà và giận dữ bỏ đi. Lúc này, trong bệnh viện, Dong Huyên cũng đã tỉnh sau một giấc ngủ dài. Anh liền vội vã chạy về nhà để tìm bố. Anh khiến bố mình vãi cả ra quần. May mắn thay, Pan Su đã đến kịp lúc. Sau đó, ông đưa Dong Huyên đến nhà hàng của Mi-san. Đối thủ của Pan Su nghe được tin ông ấy đã tỉnh, hắn ta tìm một nhóm côn đồ, họ lao vào nhau điên cuồng. Pan Su biết ông khó mà thoát khỏi lần này, mặc dù ông có thể chiến đấu, nhưng chúng đông hơn, do vết thương quá nặng ông bị bọn chúng bắt được. Ngay lúc đó, Mi-san lao ra với bình ga trên tay, bà mở sẵn van, rồi lấy bật lửa ra, quyết sống chết với chúng. Sau cuộc giằng co này lửa, đám xã hội đen chỉ còn biết chạy trốn trong sợ hãi. Còn Pan Su, ông đã có được niềm tin từ Mi-san, bà đã chấp nhận ông. Mặt khác, bố vợ của ông trùm phát hiện ra sự thật rằng mình đã bị lừa dối. Con gái ông ta ngoại tình với người khác và cả hai đều muốn chiếm đoạt tài sản của ông. Bố vợ của Pan Su quyết định sẽ tặng hết tài sản của mình cho Pan Su, rồi đuổi con gái ra khỏi biệt thự. Biết được điều đó, Pan Su cử Huyên Dung đến nhà bố vợ với cơ thể của mình. Hai người ra tín hiệu cho nhau qua tai nghe không dây. Sau một lúc trò chuyện, vợ ông trùm thừa nhận, rồi bố vợ Pan Su đưa ra một câu hỏi khiến Pan Su vô cùng bối rối. Đúng lúc đó, tai nghe mất tín hiệu, Dong Huyên không nghe được lời ông trùm nói, nhưng không ngờ, câu trả lời của cậu học sinh ngờ ngạch lại có thể thuyết phục được bố vợ của Pan Su. Ông quyết định sẽ giao hết tài sản của mình cho con rể. Xử lý xong mọi việc, Dong Huyên chậm chạp bước ra ngoài gặp Pan Su. Vợ của Pan Su lái xe ra ngoài, thấy hai người đang ôm nhau, bà ta nhấn chân ga và hất văng ông. Bị thương nặng, ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Và một lần nữa điều kỳ diệu đã xảy ra, hai cơ thể được hoán đổi lại vị trí cho nhau. Sau khi tỉnh dậy, từ một anh chàng mập mạp hay bị bắt nạt, Dong Huyên đã trở nên nổi tiếng khắp cả trường với độ đẹp trai và phong độ. Cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ, giờ đây đã trở thành bạn gái của anh. Còn ông trùm của chúng ta thì sao? Ông ấy đã từ bỏ cái ác để trở thành một người lương thiện, để chung sống hạnh phúc với người mà ông thực sự yêu thương, Mi-san. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!